Thưa ông Đức, xin ông cho biết về cái hoàn cảnh của gia đình chị Yến. Đông nhân khẩu rồi cũng như ở chật quá đi cho nên là phải thuê cái khu trọ này để ở. Mà hiện nay thì không có đất đai gì để canh tác, mà hoàn cảnh thì rất là khó khăn, mà bị bệnh ung thư hạch đó. Rồi cho nên hiện nay là hoàn cảnh rất là khó khăn. Em cũng vừa được cái chính quyền địa phương cho mình biết là cái khu mình đang ở hiện tại là đang ở trọ hả chị? Rồi cái thời gian qua cũng như là cuộc sống hiện tại của gia đình mình ở trọ đây như thế nào? Em mướn ở đây là cũng từ năm 2009 tới giờ, mà tới cuối năm nay là người ta lấy nhà lại, cũng như ta làm cái nhà mồ lại cho đất bên nhà đất người ta. Chị nói em là người ta phải làm nhà mồ và cái khu này là sao? Khu nhà này là giống như dạng đất của người ta hết, rồi giống như cái nhà mồ này là người ta cất đỡ, tại vì thấy hai chồng em khổ quá rồi cất lên cái nhà cho em ở, rồi em tự em che chắn là em ở vậy đó. Rồi giống như tới giờ người ta nói là như dạng cuối năm nay người ta lại lấy nhà lại để người ta làm cái nhà mồ lại cho bên đất người ta. Vậy là nếu mà ở đây người ta lấy lại cái khu này để người ta làm nhà mồ thì mình cũng phải tiếp tục Phải mình kiếm cái chỗ nào nó mướn mình nữa. di chuyển, em phải di chuyển chỗ khác. Rồi mình có phải ở chung được với gia đình mình không? Rồi ở trong nhà gia đình chị thì sao? Thì em nói nếu mà tại vì giờ em lo điều trị cho bệnh em trước, em nói là như lo điều trị bệnh em trước đi, rồi cũng như dạng nếu mà có khả năng thì chắc em về về má em ở dọn chung vô luôn với nhỏ em của em. Mà bác thì có nhà cửa đồ không? Không, cũng mướn luôn chị, cũng như là cũng nói chung là gia đình em bên má em với lại nhỏ em của em cũng muốn nhà riêng, còn hai vợ chồng em cũng muốn nhà riêng. Cái hộ khẩu của ông Vượng em là tới 6 nhân khẩu, rồi má em với lại hai đứa con em làm như dạng là tới 4 nhân khẩu nữa là 9 nhân khẩu. Mà vì vợ của em á thì ở chung với lại hai vợ chồng với mấy người con, còn má em thì như mướn nhà riêng, rồi hai chồng em mướn nhà riêng vậy, chứ đông quá không có. Là hiện bây giờ là mình đang điều trị bệnh. Thì mình điều trị như thế nào rồi chị? Em vô được 2 toa thuốc rồi, là bác sĩ nói là vô 6 toa, mới mới làm như dạng là hết hết nó là khoảng chừng 80%, nhưng mà do cơ thể mình có tái lại hay không. Rồi em giờ em không có tiền điều trị, mà em mượn vay mượn thì giờ cũng không có khả năng để mà vay mượn, giống như mình ta thấy là mình khổ quá, người ta cũng không dám cho. Bảo hiểm nó thì nó giảm cho mình 80%, còn cái thuốc là nhiều khi nó thuốc ngoài mình tự mình mua riêng của nó. Em vay mượn rồi, em vay mượn 10 mấy triệu rồi, em nghỉ dưỡng bệnh tại vì em có cái như là công ty nó cho mình nghỉ 6 tháng, giống như mình hết bệnh rồi nó sẽ cho mình làm lại vậy đó. Rồi ví dụ mà mình còn bệnh đó, thì giống như dạng mình làm đơn mình xin nghỉ tiếp, còn ví dụ mình em nói mình làm không nổi nữa thì mình xin đơn nghỉ. Nhưng mà em không muốn nghỉ, tự nhiên chồng em nó bệnh em không có muốn nghỉ đâu. Hiện tại giờ sức khỏe anh cũng không tốt nữa. Dạ. Rồi như vậy chị đi điều trị bệnh thì ai chăm cho chị? Tại vì em cũng có con đứa con nhỏ, rồi em thấy vậy em đi mình em mà. Nếu mà hai vợ chồng đi thì tốn 2 chuyến xe lận. Em thấy vậy em đi mình em, tự mình em. Sợ nhiều khi không có tiền mình điều trị rồi mình lo không được cho con cái mình thôi. Nhà nghèo, mẹ ngược xuôi buôn bán chăm lo gia đình. Chị Quảng Yến đã không có tuổi thơ đủ đầy. Chị đã sớm bươn chải lo thân, đối mặt với điều không may mắn trong hôn nhân. Một lần lỡ dở nuôi con.
mong muốn một mái ấm gia đình, một bờ chai để nương tựa, chia sẻ, gặp nhau và đồng cảm. Nhưng lập gia đình lần nữa với anh Trần Anh Tuấn, chị gặp nhiều thách thức. Để được bên nhau, họ không được gia đình bên chồng công nhận. Ở trọ, công việc bấp bênh, khó khăn luôn đeo mang với gia đình này. Suốt năm không tích góp được gì, khi gặp chuyện không biết xoay sở thế nào. Đi vay mượn rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần. Những nhọc nhằn cứ thế mà ngấm vào hai vợ chồng họ. Sức khỏe bào mòn, chồng bệnh, vợ bệnh. Mà nghiệt ngã là chị Yến mắc căn bệnh ung thư hạch hiểm nghèo. Anh cho em biết thì cái công việc hiện tại của mình làm gì anh? Dạ, công việc hiện tại em giờ em đẩy gò bánh với làm muối này kia. Rồi mình làm có thường xuyên không? Dạ, ít lắm, còn đẩy gò bánh đẩy thường xuyên. Ngày cũng trăm mấy cũng có, mấy chục cũng có. Mình đẩy vậy thì nó nặng lắm không anh? Dạ nặng. Hồi nãy thì chị cũng cho biết là hiện bây giờ bản thân anh cũng không được khỏe nữa. Dạ. Rồi cái sức khỏe mình như vậy là lý do là do trước nay là nó ảnh hưởng từ cái công việc hay sao anh chứ? Dạ, rồi em cũng có bệnh rồi, không dám đi khám. Để kiếm tiền lo cho vợ con. Đau cũng phải gắng làm, tại đầu gối lúc nào cũng nhức suốt. Có thuốc người ta cho từ thiện ta cho. Dạ. Vậy là uống thuốc từ thiện không hả anh? Dạ. Con còn nhỏ làm cũng dù đích gia đình cũng không được bao nhiêu. Ngày cũng có nhiều đủ cơm ăn chứ đâu có chị bệnh nổi. Cũng phải gắng đi làm giò nhất rồi, giò sang qua tới hai giò luôn. Em bị 3 năm mấy nay rồi. Em làm một giác ngoài bến rồi em nặng quá em làm không hết nổi. Em cũng về đây phải làm chuyện nhẹ nhẹ rồi. Cũng làm cũng kiếm tiền chỗ mấy chục trăm rồi cũng gắng kiếm tiền. Anh bị đau nhất vậy 3 năm, mà có lần nào mình đi bác sĩ, mình khám cho nó biết được cái bệnh mình chưa? Dạ, không dám đi khám, kiểu nhất quá đi chụp hình đồ này kia, rồi bác sĩ nói này kia đồ, nói bệnh thì khó trị, phải có tiền mới trị được. Thôi bệnh suốt đời, rồi cũng gán luôn, không dám đi khám gì. Rồi vợ rồi, tới chồng nó chết luôn. Vợ nghỉ việc, phải nằm viện vài ngày điều trị bệnh ung thư. Con còn nhỏ đi học, dù căn bệnh khớp luôn khiến đau nhất, anh Tuấn nén đau vẫn hàng ngày đi làm thuê lo cho vợ điều trị bệnh. Với gia đình anh Tuấn, chị Yến lúc này, việc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày đã khó khăn, thì kiếm đâu ra cả 100 triệu đồng để chữa trị căn bệnh ung thư hạch cho chị. Trong cuộc sống, cái nghèo nếu người ta là với nhau, cái nghèo cũng khiến cho người ta quẫn mặt bỏ nhau. Đáng quý là họ luôn bên nhau, đồng cảm, chia sẻ trong khó khăn, bệnh tật. Thưa ông Đức, thì với cái hoàn cảnh của gia đình chị Yến thì trước nay địa phương đã có những cái hỗ trợ gì cho chị hay chưa ạ? Cũng chưa có hỗ trợ gì, nhưng mà nghe Yến phát bệnh đó, thì có làm đơn, người hướng dẫn, người xác nhận, người để nhờ hảo tâm, nhà hảo tâm để người ta sẽ hỗ trợ cho gia đình của Yến. Thì chắc lẽ là về phía chính quyền địa phương đó, tôi cũng mong rằng là tất cả các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng ủng hộ cho Yến mà để có cái kinh phí để điều trị bệnh trong cái thời gian sớm nhất, để mà nếu ổn định được cuộc sống đó, thì khỏe lại thì để nuôi sống cho gia đình. Các nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với em Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh năm 1999 ở ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Điều không may mắn nhất đã đến với em, căn bệnh ung thư máu khiến cho cô học trò nghèo phải bỏ học ở học kỳ 1, năm học lớp 12. Hiện tại em ở tuổi 18, tuổi trẻ trung và nhiều hoài bão nhất của đời người. Hôm nay cháu bệnh cũng gửi cho cháu cho chút tiền để trị bệnh cho cháu hết bệnh như vậy. Cô nằm cho ông Đức có gửi cho gia đình 100 ngàn ha. Cháu ý chạy gửi cho 200 gia đình để chữa trị bệnh cho chị. Cô chị chính qua Bình Đức gửi cho em 100 nữa không? Nhóm người Bằng Long có quyên góp được 2 triệu gửi cho gia đình để trị bệnh cho cháu. Nhóm người Bằng Long gửi cho cháu chút đỉnh tiền trị bệnh.
đại diện nhóm nhân ái Thế Sơn á, xin gửi là cho em số tiền là 2.400.000. Cô tôi đại diện cho Phật tử chùa Trường Sanh đó, gửi tặng cô này để cô lo bị cho cháu ha. Cô cũng đại diện nhóm tình thương Quân Long có chút đỉnh gửi cho cháu. Gia đình chị cũng gửi cho em nó 300.000 với 10 kg gạo. Sao có số tiền là 3.350.000 với 40 kg gạo. Em trị bệnh. Chị bán xíu cho 10 kg, má tâm sinh cho 10 kg, phân nước lọc 10 kg, phân tiếng 10 kg. Để cho chút đỉnh tiền để nghe trị bệnh nha. Tôi đại diện cho chung một tấm lòng nè, rồi gửi 3.650.000 đồng để cho cháu chữa bệnh với một phần quà ở dưới đó là mì với thức ăn. Em đại diện thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tặng chị số tiền để lo cho em trị bệnh. Ở đây có chút đỉnh tiền gửi cho em để trị bệnh mau khỏe nha chị. Hai em chú để tổ từ thiện Hồng Lạc ở Tân Hương Châu Thành đến đây thăm sức khỏe cháu và có số tiền 3 triệu để hỗ trợ giúp cháu điều trị bệnh qua khó khăn. Có chút đỉnh tiền để giúp cho cháu nó trị bệnh. Đại diện cho chùa Hòa Minh cũng có chút đỉnh tiền để cho em là trị bệnh. Em xin đại diện cho hội từ thiện thành phố Mỹ Tho gửi cho cô Hương 1 triệu và Phật tử chùa Phật Quang ở phường 6 mà 200. Em đại diện tổ từ thiện Tâm Bình Ca Lại tặng cho em 5 triệu đồng để em chữa bệnh nha. Chị đại diện dừa sầu riêng 10 điểm cho em 1 triệu. Tất cả nhà hảo tâm chợ Ba Dầu xã Long Tiên cho em 600. Chị Vân Uống Tóc Bà Tồn cho em 100. Chị Bảy Long Khánh cho em 100. Chị Xuyến Thanh Hòa cho em 100. Để chữa bệnh thủy với tôi là cho cháu nó 3 thằng là để trị bệnh nha. Cháu trị bệnh. Chị đại diện cho nhóm nhân ái Vĩnh Kim đóng chị em đóng góp chút đỉnh tiền cho con trị bệnh cho em. Cô gửi cho ít quà để trị bệnh cho con. Dạ. Nhóm xã Thạnh Thủy có chút 3.850.000 để biết cho em uống thuốc mau hết bệnh. Dạ. Ngọc Lệ cho 500 với chục cái gạo với Nguyễn Thị Phượng rồi con tay gửi cho 500 để trị bệnh. Em có chút đỉnh tiền gửi em trị bệnh. Cho số tiền em cũng cho chút ít cho em trị bệnh. Chị Sáu Trinh cho 200 ha. Ngọc Diễm cho 200, Hồng Dũng cho 200, chị Sáu Tiếu cho 100, Mười Nhỏ cho 100, Thiên Bảo Hoàng Bảo 100 với chị Thu, chị Năm Hư 200 ha. Em đại diện cho xã Bình Ninh có số tiền gửi cho gia đình trị bệnh. Đại diện cho nhóm Phật tử chùa Phú Thới, huyện Tân Phú Đông đến để thăm gia đình để thăm bệnh em, tặng cho em số tiền là 5.1 triệu để trị bệnh. Chào. Nhóm Cảng Cá gửi cho con 4 triệu. Với Phan Thị Phương gửi cho con 200, với Phan Thị Kim Hoàng gửi 50, với Yến Tiền Ký gửi con 100. Hôm nay em đại diện cho nhóm từ thiện ở Tân Phước, em có một số tiền để gửi đến gia đình để chia sẻ để trị bệnh cho em. Đại diện cho nhóm Chung Một Vòng Tay đến có số tiền để trao cho gia đình, nhưng mà trong đó có hội cầu lông ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 10.900.000. Đại diện cho nhóm Tình Hương Hương Sen của xã Đông Hòa, Châu Thành, cô đến trao cho gia đình cô với số tiền là 3.6 triệu cùng với một số quà. Cô cũng đại diện cho nhóm nhân ái của Chợ Gạo hỗ trợ cho gia đình cô số tiền để trị bệnh cho cháu hăng, trong đó có cô Lý Thị Tiềm với Nguyễn Thị Kim Phượng gửi 500. Bé Hai Xe Tải Học Lạc 300, Lê Thị Sứ Ấp Bắc 200, Thú Y Minh Dương Trần Hưng Đạo 100, nhóm Trung Hiếu Chợ Gạo 400, Nguyễn Hồng Thanh Thi 200, Chợ Gạo Huệ Đức Tân Thuận Bình 100, Quyền Ân Chợ Gạo 100, nhóm Bảy Thủ 2.5 triệu gửi cho cưng trị bệnh. Nhóm Phước Thiện Chợ Gạo có một số tiền gửi em trị bệnh. Đây nè, chị bé Hai ấp Bình Hạnh 500.000, anh Nhân Chợ Gạo 100.000. Dạ. Đại diện bạn xem đài gửi 4.750.000 cho con trị bệnh. Với gia đình Tâm Phúc á, ở phường 2 cũng gửi chút đỉnh tiền trị bệnh. Đại diện nhóm từ thiện phường Tân Long gửi cho gia đình số tiền để trị bệnh cho cháu. Thì có chút quà cho cháu trị bệnh nha. Cô đại diện cho nhóm nhân ái gửi cho em 1.750.000 để trị bệnh. Cô Ngọc Cang ở Hương Điền Tự gửi 100, bà Tư Bánh Bao gửi 100, gia đình Diệu Hậu gửi 300 với một phần quà. Em đại diện cho nhóm tình thương ở Mỹ Tho gửi cho gia đình trị bệnh cho cháu là 4.6 triệu. Chị đại diện cho nhóm nhân ái Mỹ Tho
nhóm Thiện Tâm gửi số tiền cho em trị bệnh nha. Chị đại diện cho Phật tử Tịnh Xá Ngọc Tường giúp cho gia đình một số tiền. Thì trong đây có em Hạnh trò chơi 100 với em Tám Bán Xôi 100. Em đại diện nhóm có chút món quà gửi đến cho chị trị bệnh cho cháu ha. Thưa với gia đình của em Hương thì gia đình của bà Maria Kiều Xuân Hương ở 156/7A/15 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho gia đình mình 2 triệu đồng. Chúng tôi xin giới thiệu hôm nay đến cái buổi mà chia sẻ với gia đình của em Hương thì có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hải Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Và chúng tôi cũng xin thay mặt các nhà hảo tâm ở đây đến chia sẻ với em, xin tổng kết cái phần hỗ trợ mà các nhà hảo tâm đã dành cho gia đình mình là trên 104 triệu đồng và rất là nhiều những phần quà khác xin trao với gia đình để em tiếp tục điều trị bệnh. Thân thành cảm ơn chính quyền xã, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, dòng tay nhân ái, bà con của quốc xa gần tới đây cũng chia sẻ cùng gia đình. Đây là cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Và mong rằng trao những cái tình cảm của mình nữa tiếp cho những cái mảnh đời mà gặp khó khăn bất hạnh ở xã Tân Phước nói chung hoặc là ở các xã khác. Chương trình Địa chỉ nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.